Đây nay mướn ông anh kích vừng sau nha các bạn. Thì vừng này kích kích lấy xài mùa luôn, còn vừng xài tơ thì làm xài sớm nha. Thì phi 220 lít nước này mình xịt một gói phophe X3 với 1 kg kích bông xài á nha. Đây. Xài và áo thì mình pha nước sông các bạn ơi, mùa này nó hơi đục xíu. Thì thuốc kích áo này mình xài hết mùa rồi đó các bạn. Thì cái đợt vừa rồi mới thu hoạch đó, thì ở đây vòng vòng nhà bà con nhà vườn ở đây cũng ưa sử dụng lắm nè. Tại vì loại này nó vừa kích Đài Loan, Hòa Lộc, rồi cắt chu nữa các bạn. Thì đối với Đài Loan thì sử dụng 1 kg cộng với 1 kg phô phe X3. Còn riêng về các Hòa Lộc với cắt chu thì sử dụng 1 kg rồi các bạn. Thì cử hai của nó vẫn là sử dụng 1 kg luôn nha. Tại vì do nó, cái này là thành phần thiêu ghê nha các bạn. Nên cử 1, cử 2 gì cũng sử dụng 1 kg hết. Thì đây chỗ nhà sản xuất đó, người ta khuyến cáo là cử 1 với cử 2 là sử dụng 1 kg luôn nha các bạn. Thì mỗi dòng thuốc nó có đặc điểm khác nhau, rồi liều lượng khác nhau nên cũng tùy theo dòng các bạn ơi. Nó, các bạn ưa chuộng dòng nào thì cứ sử dụng dòng đó thôi. Thì quay lại với cái việc báo giá nha. Hôm nay là ngày 5 tháng 12 năm 2021. Thì mình tiếp tục cập nhật giá xài Đài Loan cho các bạn được nắm. Thì giá hôm nay vẫn giữ như hôm qua nha các bạn. Thu mua tại vườn, cụ thể là xài vàng nhất là 34.000, vàng nhì là 11.000, xài Đài Loan xanh nhất là 20.000 và Đài Loan xanh nhì là 10.000. Thì chắc là cái giá này nó sẽ nằm đây khoảng vài ngày nữa các bạn. Có thể thời gian tới là nó nằm mức giá này nha. Thì anh em nhà vườn nào ở khu vực Đồng Tháp có xài thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình. Mình ghi trên màn hình ha. Số của mình cũng được mà em mình cũng được các bạn. Thì cứ alo trực tiếp nha. Anh em nhà vườn nào mới vào kênh của mình thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Thì đối với mà mình kích kích xài á, thì mình ở đây thì mình chia sẻ cho những anh em nào mới làm thôi nha. Còn những anh em nào đã làm lâu thì mình không cần khúc này cứ tua qua cũng được các bạn. Là khi mà mình kích xài là phải kích ướt nha các bạn. Khác với cái việc mà mình xịt thuốc sâu, kích xài là phải kích ướt đều lá luôn, trong mặt ngoài gì. Nói chung là cho trên dưới trong ngoài thì thậm chí cái thân mình cũng kích luôn nha. Để kích cho ướt nhễu nhiễu vậy nha các bạn, như mưa vậy đó. Đó vậy nó cây xài nó mới thấm được nha. Thì cái vườn càng thoáng thì mình kích nó càng dễ. Các bạn chú ý đừng nên để cái vườn mình nó gập quá nha. Gập quá là mình kích thuốc nó không có thấm vô, không ướt đều tán. Thứ nhất là với thứ hai nữa là khi mà nó ra hoa đồ rất là dễ để bị sâu bệnh hại nha các bạn. Thì mình có số ý chia sẻ với các bạn vậy thôi. Rồi video mình cũng xin kết thúc tại đây luôn các bạn ơi. Các bạn xem video thấy hay thì hãy nhớ like ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.